Phật sống. Xin chào. Các anh từ đâu đến ạ? Dạ, từ tu viện Rigong. Các anh thực hành lễ lạy này được bao lâu rồi? Dạ, một năm rồi. Và bây giờ các anh đang đi đâu đó? Dạ, tới Lhasa. Nhưng mà ít nhất thì cũng phải 300 dặm để tới Lhasa. Các anh đi mất bao lâu để đến được đó? Khoảng 3 tháng. Một ngày các anh thực hành được bao nhiêu lễ lạy ạ? Dạ, khoảng 3.000. Trong một ngày á? Từng đó chưa tới 4 dặm mà. Lễ lạy là một nghi thức thực hành tâm linh, giúp thanh lọc tâm ngã mạn, tham sân và si của con người. Với người dân Tây Tạng thì ai cũng ít nhất một lần trong đời hành hương tới Lhasa. Tại đó họ cầu nguyện tới bậc đạo sư dẫn dắt tâm linh của họ, người đã rời Tây Tạng vào năm 1959, là lúc phải đối diện với mối đe dọa hủy hoại từ Trung Quốc. Họ tôn sùng và sùng kính Đức Karmapa. Tiên Karmapa là bậc đạo sư đứng đầu dòng truyền thừa Phật giáo lâu đời của tông phái Kagyu tại Tây Tạng, lâu đời hơn cả dòng truyền thừa của Đức Dalai Lama. Đức Karmapa cùng với hơn 100 tu sĩ lặn lội vượt qua rặng Himalaya để phải rời bỏ xứ sở của mình. Thầy nghi lễ Sơ là thầy giáo thọ của Đức Karmapa đã nhanh chóng thiết lập ban tăng sự mới và tinh túy của giáo lý Phật giáo tạng truyền tiếp tục khai hòa. Nơi đây được gọi là Runtek, một tu viện tọa lạc trên vùng đất Sikkim mà trước đây một vương quốc Phật giáo nhỏ bé phía bắc Ấn Độ nằm về sườn phía nam của rặng Himalaya. Đức Karmapa là bậc nắm giữ mũ đen, một biểu tượng lãnh đạo tâm linh của Ngài. Ngài là sự kết nối sống động của một chuỗi không gián đoạn của các bậc giác ngộ từ thời Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ vào những năm 700 trước Công Nguyên. Ngài là Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền trao tinh túy giáo pháp của Ngài cho các đệ tử của mình là những bậc đã giác ngộ và có khả năng giúp đỡ những đệ tử của họ cũng đạt được quả vị giải thoát. Vào thế kỷ thứ 12, dòng truyền giác ngộ này đã có được Đức Karmapa đời thứ nhất, bậc mà sau đó phát huy khả năng bất tư nghị báo trước một cách chính xác qua văn bản sự tái sanh của mình. Tới các ngài Karmapa đời thứ 2 và thứ 3, và cứ như thế tới nay là lần tái sanh thứ 16. Ngài viên tịch năm 1981 khi ở tuổi thị hiện 57. Nhục thân của Ngài được hỏa táng tại tu viện Runtek. Đó là ngày tang lễ của tiểu bang và những người để tang Ngài đến từ khắp nơi trên trái đất. Đức Karmapa có hàng triệu đệ tử. Ngài giao lại 4 quý thầy đại diện trẻ, hay còn gọi là chấp chính lâm thời. Thầy Sama bên phải, Situ bên trái,
rồi đến Chamgon và Gyanasat là thầy chấp chính trẻ tuổi nhất. Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh của Sikkim. Đối với người Tây Tạng thì đó là dấu hiệu của một bậc giác ngộ đã rời khỏi nhục thân của ngài. Trong Phật giáo, cái chết không phải là hết. Đức Karmapa đã viên tịch, ngài đã hứa rằng sẽ lại cho biết những dấu hiệu rõ ràng, qua đó ngài sẽ được nhận ra trong kiếp sống mới của mình. Tuy nhiên, đã lâu rồi mà chưa tìm thấy một manh mối nào cho tới tận 11 năm sau. Tôi thấy trong một giấc mơ, ngài nói một vị trí, một nơi nào đó, bạn thấy đấy, ngài Karmapa được sinh ra, một thung lũng toàn đá tự nhiên ở cao nguyên. Và hướng về phía nam, và có vài dòng suối nhỏ. Những dòng suối đẹp, và đó là những hình ảnh chính. Rồi ai đó đang ở đó và nói với tôi, thực ra là không có hình tướng nào cả, nhưng ai đó, nguồn linh nào đó đang nói với tôi, ồ, đây là nơi ngài Karmapa đã được sinh ra. Nơi đó có thể là ở đâu? Làm sao có thể tìm thấy được? Tại đây, phía bắc Ấn Độ là nơi ngài Situ, một trong những chấp chính lâm thời của Đức Karmapa, phát hiện thấy một điều kỳ thú. Thúc đẩy bởi tâm thành tín, người mang hy vọng và đoán trước rằng Đức Karmapa để lại vài dấu hiệu. Ngài Situ cảm thấy mình nên mở linh phù Đức Karmapa đã đưa cho ngài 10 tháng trước khi Đức ngài viên tịch. Trên đó có dòng chữ, vật này sẽ bảo vệ con và ngày nào đó sẽ hữu ích. Cố Thánh Đức đã tặng tôi linh phù này, bao lụa, vào khoảng thời gian đầu tháng 1 năm 1981. Và một hôm, tôi thấy có một con rắn ở đó. Tôi mở ra và tôi thấy một bao thư. Trên đó có dòng chữ ghi bằng mực đỏ rằng tôi nên mở nó ra vào năm ngựa sắt. Và tôi đã rất rất là vui sướng. Và sau đó tôi đưa đến tam vị Rinpoche, chấp chính tại Rumtek vào tháng 3 năm 1992. Theo truyền thống thì linh phù như thế này không bao giờ được mở ra. Nhưng vì không ai tìm ra bất cứ chỉ dẫn nào và sự tái sinh của Đức Karmapa, cuối cùng ngài Situ đã mở nó. Bức thư vẫn còn. Bức thư vẫn còn ở Rumtek. Vâng, cả bao thư và thư đều ở Rumtek, ở trên bàn thờ. Tại đây, tu viện Rumtek, đại tổng lâm tổ đình của cố Karmapa, bằng chứng quan trọng nhất, thánh thiền nhất, được bảo vệ bởi cảnh sát Sikkim, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hoàn toàn không có bất cứ ai tiếp cận được. Chỉ đích thân ngài Karmapa khi quay lại trong sự tái sinh mới, mới có quyền mở niềm phòng. Tuy nhiên, tôi có một bản sao của lá thư ở đây và được ghi bằng tiếng Tây Tạng. Vì vậy, tôi sẽ đọc lên. Emaho, giác ngộ tự tánh luôn được phước lành. Pháp giới không có trung tâm, cũng không có ngàn mé.
Từ đây tới phía bắc và phía đông của xứ tuyết, vùng lãnh thổ có tiếng sấm thánh thiên rền vang và một nơi có những người chu mục với dấu hiệu là một con bò. Phương tiện là bần rớp và trí tuệ là lolaga. Sinh vào năm có loài sự làm việc gắn với đất đai với âm thanh vi diệu từ xa của một vật trắng. Đấy là người được biết đến là Karmapa. Ngài được công nhận bởi đấng Rupa, không phân biệt bộ phái. Ngài thống lãnh tất cả mọi phương, không thân cận ai và cũng không xa lánh ai. Ngài là bậc hộ trì của tất cả chúng sanh, mặt trời Phật Pháp lợi lạc, chúng sanh luôn chói lọi. Khi tôi phát hiện ra điều này, tôi rất vui mừng và thực sự thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đây chính xác là sự gia trì và đồng thời là nguồn cảm hứng ở khía cạnh cao tột mà chúng tôi đã chờ đợi. Rồi cuối cùng, chúng tôi đã được ban phước lành. Vì thế, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Thông điệp trong lá thư này được Ngài Gyanshap ở phía bên trái, Ngài Jamgon, Situ và Sama ở phía bên phải cùng nhau giải thích ý nghĩa. Các ngài đã đồng thuận nhất trí về nội dung ý nghĩa và được Ngài Gyanshap đọc cho chúng ta nghe. Từ đây tới phía bắc, phía đông xứ tuyết, chúng tôi giải thích điều này là Rumtek, nơi Đức Karmapa viết lá thư này, và phía đông của xứ tuyết. Có nghĩa là chúng tôi phải về phía đông của Tây Tạng để tìm Ngài, vì xứ tuyết là tên gọi tạng ngữ của Tây Tạng. Nơi tiếng sấm thánh thiên rền vang ám chỉ một vùng đất nhỏ phía đông Tây Tạng. La có nghĩa là linh thiêng và Thok có nghĩa là tiếng sấm, và chỉ có một cộng đồng ở phía đông Tây Tạng có tên là La Thok. Trong thư miêu tả vùng đất đó một cách chính xác hơn với chi tiết xíu sở du mục tốt lành với dấu hiệu là con bò. Tốt lành mang ý nghĩa phì nhiêu, vùng đất du mục xinh đẹp. Vùng này chắc phải có tên bắt đầu với âm tiết là ba co, có nghĩa là con bò. Dòng tiếp theo, phương tiện là Don Group và trí tuệ là Lolaga, dự báo tên của cha mẹ. Điều này liên quan đến biểu tượng của Phật giáo. Mặt trời biểu tượng phương tiện mang yếu tố nam tính và mặt trăng biểu tượng của trí tuệ mang yếu tố nữ tính. Do đó, người cha phải có tên là Don Rup và mẹ là Lolaga. Sanh ra vào năm của loài có sự làm việc gắn với đất đai, dự báo năm sanh của Ngài. Trong khoảng thời gian thích hợp theo lịch Tạng thì có thêm loài rắn, rồng, thỏ và hổ. Chỉ có một dấu hiệu của loài liên quan đến việc làm với đất, con trâu 1985. Tuổi sửu. Cụm từ âm thanh vi diệu từ xa của một vật trắng nói về ốc tù và màu trắng được dùng trong nghi lễ tâm linh của người Tạng luôn được gọi là vật trắng. Được bảo hộ bởi đấng Donio Trupa, nói về Ngài Situ, người có pháp hiệu cao quý là Trupa. Trong kiếp sống trước của mình, Ngài Situ đã xác định tái sinh của Đức Karmapa đời trước và lại được chọn để thực hiện sứ mệnh này lần nữa. Một khoảnh khắc bày tỏ tri ân cho điều này. Jamgon, phỏng vấn Ngài Jamgon. Ngài nghĩ gì về sự chính xác của lá thư? Rất chính xác. Ngài có nghĩ rằng những thông tin trong lá thư và cách thức Ngài giải thích sẽ giúp các Ngài có thể tìm thấy được tái sinh của Đức Karmapa? Có, tôi có thể nói vậy. Vâng, nó rất rõ ràng và rất chính xác. Và đó là lý do tại sao chúng tôi rất tự tin về, anh biết đấy, tìm được Thánh Đức. Do bởi những rắc rối về visa, bản sao của lá thư được gửi cùng với bản giải thích tới tu viện Xuân Phu tại Tây Tạng. Xuân Phu là tổ đình của các đời Karmapa từ 800 năm qua.
Ngài Drupam Dechen, tu viện trưởng giao cho Tomo sự thử thách dẫn đầu đoàn tìm kiếm theo sự chỉ dẫn trong thư. Hãy đưa Ashang Lego đi cùng con tới Kham, vùng phía đông Tây Tạng. Sự tái sinh của Đức Karmapa là một điều kỳ đặc, giống như cúng vàng một cốc được làm từ bảo châu Bansuriya, tinh khiết màu xanh dương. Hy vọng rằng sau 12 năm chờ đợi, tất cả những nguyện ước của chúng ta sẽ được đáp ứng. Lá thư mang theo sự gia trì. Đối với Tomo, đây là thử thách lớn nhất trong đời thầy. Chỉ một vài người biết được sứ mệnh này của thầy, bởi vì những chỉ dẫn và hoàn cảnh có thể bị xuyên tạc và sự tìm kiếm do đó có thể thất bại. Nhanh chóng nhất có thể, Tomo bắt đầu hành trình với người đồng hành là Ashang ở tuổi 70, Lesok, người đội mũ trắng, thị giả Titi và người lái xe cùng với Patrun. Không ai ở Tây Tạng được phép di chuyển mà không có sự cho phép. Do vậy, Patrun, người mặc áo khoác đen, một công chức chính phủ, đồng hành cùng họ. Chặng đường hơn 1.000 dặm để đến La Thọt và phải qua 7 chốt kiểm tra quân sự. Này Patrun, anh đơn giản chỉ nói rằng anh đang trong chuyến khảo sát công vụ và anh phát tâm cho chúng tôi đi nhờ. Này Tomo, chúng ta sẽ không nói với ai là chúng ta đang tìm kiếm điều gì nhé. Chúng ta hãy giả như chúng ta là những người hành hương vậy. Công việc mà họ phải thực hiện rất rủi ro bởi vì sự tìm kiếm tái sinh bị quy vào hoạt động mê tín dị đoan bởi chính quyền Trung Quốc và chịu hình phạt nặng nề. Do đó họ phải giữ mục đích chuyến đi của họ hết sức bí mật. Và nếu như họ thực sự tìm thấy Ngài Karmapa, họ hy vọng rằng Ngài sẽ gia hộ cho họ. Đức Karmapa không giống như tái sinh thông thường, Ngài là Phật sống, và người Trung Quốc sẽ kích hoạt sự nổi dậy tại Tây Tạng nếu họ chọn cách lên án Ngài như là hiện đang làm với nhiều vị khác. 30 năm qua, người dân Tây Tạng đã bị cấm đoán một cách ngặt nghèo những thực hành tâm linh của họ. Tuy nhiên, trong lúc đó, chỉ có một vài tu viện được chọn để cấp phép xây dựng lại. Các tu viện là trung tâm giáo dục cho mọi người. Quốc gia trên nóc nhà của thế giới rộng lớn ngang với Tây Âu hoặc là bằng 1/4 nước Mỹ với chỉ 6 triệu dân cư. Từ năm 1960, Bắc Kinh đã và đang áp bức Tây Tạng với nửa triệu quân lính và chiếm đóng tại quốc gia này cho đến nay khoảng hơn 8 triệu dân Trung Quốc. Hơn 1 triệu người dân Tây Tạng đã bị giết chết, đất nước bị cướp bóc, những nguồn tài nguyên thiên nhiên của Tây Tạng bị cướp phá và gần như tất cả những loài động vật hoang dã đã bị xóa sổ. Trước khi người Trung Quốc bắt đầu mở đường, ai cũng có thể nhìn thấy từng đoàn lớn các loài linh dương, lừa trắng và trâu yak. Ngày nay, chỉ còn lại vài loài chim muông. Người Tây Tạng không giết hại con vật để mua vui hay vì lợi nhuận. Điều đó trái với tín ngưỡng của họ. Phần lớn người dân du mục, họ sống hài hòa chứ không ngang trái với thiên nhiên. Thung lũng vùng Himalaya rộng lớn tới mức phải mất trọn một ngày để vượt qua. Nếu như xe jeep bị hỏng hóc thì không ai có thể giúp được. Thời tiết cũng lạnh tới mức người ta có thể lái xe trên mặt sông đóng băng. Nhưng tới giữa ngày, nước sông lại tan chảy và sự thời tiết cực đoan nối tiếp ngày qua ngày.
Đây là sự tìm kiếm không có chỗ cho sự sai sót. Những tu sĩ của tu viện Shufu gánh vác trách nhiệm cao tột. Nếu như họ không thể tìm thấy được Karmapa, họ sẽ khiến hàng triệu người mà tính tâm họ tin rằng sự tái sinh là quy luật tự nhiên bị chấn động. Sự tìm kiếm giai đoạn này phải chuyển sang hành trình trên lưng ngựa về trên vùng Larac này, không có đường cái. Họ cần 4 con ngựa để cưỡi và một ngựa dùng cho việc chở hàng trong vòng ít nhất 2 tuần. Ngựa thì khan hiếm và không dễ gì có được, nhưng với những lời nói thân thiện, họ nhanh chóng đạt được sự thỏa thuận. Trước khi uống, người ta luôn bố thí vài giọt đồ uống cho những linh hồn đói khát. Đây là bia được nấu từ yến mạch hoặc trà bơ muối có vị giống như thứ nước dùng béo ngậy. Những chú ngựa vùng Himalaya khá nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Không để lãng phí sự cố gắng của bản thân, mọi người tiếp tục đi tìm. Lúc này phần gian truân của chuyến đi bắt đầu. Một ngày đường trên lưng ngựa đi qua những cung đường cao và vượt qua những khe núi nguy hiểm. Những tu sĩ của Shufu đã cử cán bộ Patrol đi trước để thăm dò xem cung đường vách núi có thoáng đãng không và để tìm chỗ nghỉ ngơi tại Latok. Sau 3 ngày cưỡi ngựa rong ruổi trên cao nguyên, Patrol tới được Latok. Phía trên khu làng là tu viện Golek đã bị phá hủy hoàn toàn bởi sự càn quét vào năm 1966 và gần đây được xây dựng lại. Tu viện trưởng Lama Panin chào mừng nhóm người khải danh hành hương, những tu sĩ của Shufu. Ngài đã từng sống trong lao tù 25 năm. Giờ đây, thầy lại chăm sóc tất cả các chú bé được đưa đến tu viện để tu học. Có thể chăng Đức Karmapa đang ở trong số họ rồi? Thưa thầy Panin, thầy có chú bé nào đặc biệt không? Gần đây có nhiều cậu bé từ Thu Ba lại quay lại nhập tu viện và mặc dù tôi có khả năng nhận biết đứa trẻ nào có khả năng hay tố chất đặc biệt, tôi không thể nhìn ra được trong kiếp sống trước họ đã từng là ai. Truyền thống cho thấy rằng vào những lần tái sinh trước của Đức Karmapa, các ngài tự xác nhận mình bằng câu nói đầu tiên, tôi là Karmapa. Trong trường hợp với một cậu bé như vậy, những dữ liệu cá nhân của cậu ấy luôn phải được đối chiếu một cách chính xác với chỉ dẫn trong lá thư tiên tri. Thầy Tomo và Lesok không chỉ phỏng vấn những tu sĩ mà còn đi chuyện trò hỏi thăm những người dân sống quanh tu viện. Các thầy ấy hỏi tôi về cái tên Paco. Có, tôi trả lời có. Paco là tên của một thung lũng của những chú bò. Nơi đó không xa đây lắm đâu. Và họ muốn biết xem liệu có người phụ nữ nào tên là Lolaga. Có, và cả chồng cô ấy tên là Donrup nữa. Một người đàn ông nói rằng họ là thân quyến của gia đình đó và muốn biết thêm về tất cả những người con của cặp vợ chồng. Thế là tôi nói với họ là Lolaga và Donrup có 6 người con gái và 3 người con trai. Cậu lớn nhất chắc phải sinh 5 tuổi Mão, người con thứ sinh vào 5 tuổi Sửu và cậu bé nhất sinh 5 tuổi Hợi. Khi nghe tới đó, một thầy trong số họ chắp tay lại và lau mắt. Thế
Sáng sớm ngày hôm sau, họ tiếp tục cuộc hành trình. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể tới Paco trong ngày hôm đó. Mười hai năm chờ đợi và giờ chỉ còn một chặng đường nữa để vượt qua. Paco, thung lũng của những người du mục sinh sống. Nơi đây không có nhà cửa, cũng chẳng có thư tín hay điện đóm. Những tu sĩ của tu viện Sư Phụ thấy khó có thể mường tượng ra bậc giác ngộ như Đức Kamapa, một vị Phật lại có thể chọn chốn này, nơi thấp kém nhất để tái sinh. Có thể vì lý do nào đây? Phải chăng đây là Lolaga? Mọi người vẫn sống như cách họ vẫn làm thời nguyên thủy. Cuối cùng, đoàn tìm kiếm đến được ngôi lều của Tôn Rước và Lolaga. Nếu như những gì họ đã nghe là sự thật, thì người con trai thứ hai sinh năm tuổi trâu của cặp vợ chồng đó phải là Đức Kamapa. Chỉ dẫn trong lá thư thánh thiên và thực tế họ tìm thấy tại nơi đây là hoàn toàn trùng khớp. Giấc mơ của Đức Dalai Lama đã được chứng thực. Một thung lũng và những dòng suối nhỏ và đẹp. Và ai đó nói với tôi, đây là nơi Đức Kamapa đã sinh ra. Ba mươi ba năm sau khi Đức Kamapa thứ 16 trốn khỏi sự càn quét của người Trung Quốc và tu viện Sư Phụ hoàn toàn bị phá hủy, Kamapa thứ 17 một lần nữa trở về chốn tổ. Nỗ lực của Đức Kamapa luân chuyển một cách tỉnh giác từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Đó là điều thâu nhiếp tâm sùng mộ và tôn kính nơi người dân Tây Tạng. Họ không cho Ngài là một cậu bé, họ nhìn thấy ở Ngài là một bậc hội tụ đầy đủ trí tuệ của 16 kiếp nhân sinh trong giác tánh Phật. Người ta chỉ cho Ngài pháp tòa của Ngài tại Đại Hùng Bảo Điện. Không, không phải tòa nhỏ này, pháp tòa lớn đằng kia cơ.
Nhận được thông báo tức thì, ngay khi Đức Kamapa được tìm ra, Ngài Situ đã tới để đảnh lễ. Cùng đi có Ngài Gyanzab, một trong những vị nhiếp chính lâm thời. Họ cùng tới để đảnh lễ Đức Kamapa mới tái sinh. Tại Tây Tạng, những thời khắc tuyệt hảo này không tùy tiện thực hiện. Đây được coi là sự kiện truyền thống tâm linh trang trọng. Umse, thầy giáo thọ chính và là vị đứng đầu các nghi lễ của Đức Kamapa tại Rumtek. Liệu có bao nhiêu phần Đức Kamapa còn nhớ về thầy Umse và những vị thầy rất đổi thân quen với Ngài trong đời sống trước đây? Và đây là lúc để chụp hình lưu niệm sự tái sinh viên mãn của Đức Kamapa. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên khắp thế giới. Phẩm cách và những khả năng đặc biệt của Ngài thu hút nhiều sự chú ý từ phương Tây. Không hề cố gắng dụng công, sự xuất hiện của Ngài trùng hợp với làn sóng chung quan tâm đến Phật giáo bên ngoài châu Á. Người con trai bé nhỏ của một gia đình du mục đã được chính thức công nhận chính xác là tái sinh của Đức Kamapa bởi Tôn Đức Dalai Lama. Điều gì là căn cứ cho sự công nhận của Ngài ạ? Cái tôi làm là tôi thường không dựa vào một hay hai sự kiểm tra. Anh thấy đấy, tôi tiếp tục với những phương cách thường làm của mình khi phải xác định một sự tái sinh. Khi sự chỉ dẫn khả quan, vậy tôi đưa ra quyết định. Vâng, điều đó tốt mà. Cuối cùng, Ngài Kamapa tự chứng tỏ mình qua những thực hành của Ngài. Lá thư tiên tri cho biết rằng Ngài sẽ không gần gũi với người này và xa lánh người khác. Ngài là bậc phụ trì cho tất cả chúng sanh. Tôi cảm thấy những cái lỗ này khá sâu. Một số ngài Kamapa đã để lại dấu ấn của những ngón tay mình trên các tảng đá để minh chứng sức mạnh của tinh thần vượt trên vật chất.
Những người Trung Quốc để lại những lỗ hổng trên bức tường làm chứng cho niềm tin của họ dựa trên sức mạnh của những thùng thuốc súng và phô bày sự căm hận của họ đối với tôn giáo. Tôn giáo tại Tây Tạng là một điều hoàn toàn khác với những gì Mác Mao và những người thuộc chủ nghĩa vật chất vẫn định kiến. Phật giáo không phải là thuốc phiện của con người. Phật giáo khiến cho con người hiền hậu và an hòa. Điều này làm cho số phận khắc nghiệt của họ đặc biệt bi thảm và cay đắng. Đây có phải là nhà của Karmapa không? Đây là tỉnh thất nhỏ, nơi mà Đức Karmapa thứ nhất khởi đầu dòng tái sinh của Ngài. Vào thời đó, thuộc thế kỷ thứ 12, không hề có tu viện, mà chỉ là nơi hoang vắng xa xôi. Ngài thiền định tại nơi đây hàng thập kỷ, để rồi trở nên bậc làm chủ được thần thức của mình. Tất cả 16 đời Karmapa đều được xác định một cách rõ ràng bởi lời tiên tri các ngài để lại trong đời trước. Và theo cách này, đời sống tái sinh đã và đang duy trì không gián đoạn từ 800 năm nay. Đức Karmapa đời thứ nhất nổi tiếng về sự màu nhiệm của ngài và tu viện hình thành xung quanh ngôi tịnh thất đơn sơ của ngài tại Sơ Phu. Giống như ngài Karmapa đời thứ nhất, vị kế nhiệm rút lui khỏi đời sống tu viện về ẩn tu tại các tịnh thất và trong hang đá. Những ẩn thất còn tồn tại này là để cho người hành hương tôn thờ, phần lớn vẫn còn đang được sử dụng. Sống sót được ở đây vào mùa đông với nhiệt độ âm 40 độ C là minh chứng đầy đủ cho năng lực tâm linh phi phàm. Nơi đây, trong ẩn thất này cùng với thân mẫu của mình, Đức Karmapa đời thứ 10 đã dành 30 năm thực hành thiền. Lặp lại như vậy, các đời Karmapa nghiêm trì giới luật đã đạt được thấu thị khiến cho các ngài có khả năng nhìn xuyên qua ranh giới của cái chết. Đây là hang động nơi mà Đức Karmapa đời thứ 10 ẩn tu thiền định trong suốt quãng đời của ngài. Dấu hiệu của sự tái sinh. Tất cả những cậu bé trước đây được xác định bởi thư tiên tri của các Karmapa tiền thân đều trở thành những cá nhân xuất chúng. Nhạc sĩ, nhà thơ, nhà kiến tạo, triết gia, đồng thời có thiên bẩm về tiên tri. Đức Karmapa đời thứ 9 đã ngồi chỗ này và để lại dấu ấn của lưng ngài trên tảng đá. Những ai chà lưng của mình vào chỗ này đôi khi chữa lành được bệnh tật. Thiền định mà không bị sao lãng bởi bất kỳ điều gì là cách duy nhất để vượt qua giới hạn, hạn định của cơ thể. Để đạt được sự giác ngộ cao nhất, Đức Karmapa thứ 7 đã hành trì tại nơi đây trong 7 năm, không hề có sự tiếp xúc bằng lời hay ánh mắt. Ở độ cao 15.000 feet, Đức Karmapa có cho mình một ẩn thất.
Ngôi nhà này đã thậm chí chịu qua được một trận động đất và sự tấn công của người Trung Quốc vào năm 1966. Đây là bằng chứng cho sức mạnh của Phật giáo tạng truyền, vì rằng mặc dù nhiều điều đã xảy ra trong những năm gần đây, Ngài Karmapa thứ 17 lại có thể một lần nữa lấy lại ngôi tổ đình và mang lại cho chốn tổ một sức sống mới. Từ đó, cái chết và sự tái sinh trong một thân tướng khác với một quốc tịch khác, Ngài vượt qua ranh giới chính trị, điều mà đã từng không thể vượt qua trong thân tướng trước và lúc lưu vong. Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên trên lưng ngựa của Ngài từ khi trở về Shufu. Dẫn Ngài qua khu vườn ở phía dưới và lối dẫn bên ngoài cổng tu viện Shufu, đi qua vị thần bảo hộ Mahakala, là bậc canh giữ sự truyền thừa giáo pháp của Đức Phật. Bốn trăm năm trước, khi Ngài Karmapa đầu tiên ra đời, Đức Padmasambhava, liên hoa sinh sơ tổ của Phật giáo Tây Tạng, đã tuyên bố rằng để hoàn thành được bổn nguyện của Ngài Karmapa sẽ cần phải qua 21 lần tái sinh. Ajahn Chinley là đời tái sinh thứ 17 của sự tiên đoán 21 lần đó. Có một thứ gì ở đằng kia? Có một con quỷ đang trú trong tảng đá này. Đúng rồi, chúng ta phải loại bỏ nó, nếu không sẽ có điều chẳng lành xảy ra. Nó có thể đợi đến ngày mai không? Không, ngay bây giờ. Lấy nó ra và đừng có vẻ mệt mỏi thế. Tôi sẽ chỉ cho các vị nơi mà nó phải ở. Đây, nó phải được chôn ở đây. Nhưng bức tường sẽ có thể bị xói rỗng nếu chúng ta dịch chuyển tảng đá. Nên chăng chúng ta để nó chống đỡ cho bức tường? Không. Thôi, được rồi, hãy bắt tay vào làm nào. Ở Tây Tạng, không có gì lạ việc quỷ nương vào tảng đá và gây ra trò ma quỷ ở đó. Một nghi lễ đặc biệt chỉ để phá vỡ một tảng đá với mục đích đẩy những con quỷ đi ra khỏi là khá phổ biến. Rõ ràng là con quỷ này đặc biệt khó chịu và Ngài Karmapa muốn nó được chôn ở đó. Cũng nên cho nó một nghi lễ đưa tiễn. Chỉ có những vị tu sĩ mới được phép đào hố chôn và rải nhiều hoa lên đó. Hãy
Ở đây nó sẽ được yên ổn. Cứ ở đó và lắng dịu lại đi. Có phải chỉ là Ngài tưởng tượng ra tất cả những thứ đó, hay là Ngài có một trực giác nào đó mà chúng ta không có? Ngài Situ và Gienstab đã tới. Các vị ấy đã chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt cho hôm nay. Kỳ nghỉ của tu viện có thể kéo dài trong vài ngày. Người Tây Tạng yêu thích đi dã ngoại và các hoạt động ngoài trời. Sự mật thiết trải qua 12 kiếp sống giữa Ngài Situ đời thứ 12 và Đức Dhammapa đời thứ 17 nay đã gặp lại và mạnh mẽ hơn cả kết nối gia đình. Trong một buổi tụ tập dã ngoại như thế này, thậm chí đến cả vị thầy nghiêm khắc như Ngài Gyanstab, một trong ba nhiếp chính lâm thời, cũng trở nên vui nhộn. Bốn vũ công rock và roll Tây Tạng nhảy múa lỗi nhịp điệu. Sự bất ngờ đã sẵn sàng. Giờ thì Ngài Dhammapa có thể vào xem. Một cái máy phát điện, một chiếc TV và đầu máy video được mang tới từ Lhasa đặc biệt dành cho hôm nay. Ngài chưa từng thấy cái máy nào như thế này trước đây, ít nhất là trong đời sống này. Ngài Situ đã mang theo một cuốn phim đặc biệt để mở cho Đức Dhammapa coi. Đó là bộ phim về Đức Dhammapa thứ 16. Cố Đức Dhammapa Ramjang Dorje sinh năm 1924 tại Tây Tạng.
Ngài làm đúng như lời tiên tri của Đức Brahmasamhava là sơ tổ ở thế kỷ thứ 8. Tu viện Shofu sẽ là trung tâm của các hoạt động, các đời kế tiếp của Kamapa. Hoạt động của các ngài sẽ giúp vô lượng chúng sanh được giải thoát. Hàng ngàn gia đình tại Tây Tạng có sự kề cận với các đời Kamapa và luôn luôn cúng dường tu viện một cách hào phóng. Người dân Tây Tạng quả quyết rằng tái sanh mới Gyalwan Kamapa một ngày nào đó sẽ trở về Shofu. Năm 1974, lần đầu tiên Đức Kamapa thứ 16 ban lễ gia trì cho người phương Tây. Khi đặt chân tới Mỹ, Ngài đã tới Oraibi, vùng sa mạc Arizona để chào hỏi những người Mỹ bản địa tộc Hopi Tribe. Người Hopi có một lời tiên tri nói rằng khi nào một người đàn ông đội mũ đỏ tới thì cây cầu kết nối trí tuệ giữa Đông và Tây được thiết lập. Ngay sau buổi đến thăm của Đức Kamapa, những người Hopi đã tổ chức cuộc họp giữa những thầy thuốc của họ. Họ xác quyết rằng Đức Kamapa đã hoàn thành lời tiên tri của tộc họ. Đức Kamapa sau đó đi tới nhiều thành phố khác của Hoa Kỳ. Con tên gì? Sau khi rời đi, Trung tâm Phật giáo Tạng truyền được thành lập. Điều gì liên quan đến sự tiếp nối thần thức của Ngài? Có cái gì đó duy trì từ đời này sang đời khác? Cấp độ của tâm thức hay một tập khí nhất định nào đó? Sự tin tưởng vào sự kết nối trực tiếp giữa đời sống này và đời sống khác có thể thực hiện được bởi kinh nghiệm chủ quan cá nhân chúng ta. Những người Phật tử tin rằng mỗi một người là một đầu mối của di sản tâm linh cũng như về phương diện sinh học. Kamapa là hậu duệ tâm linh của Kamapa. Về phương diện sinh học mà nói thì đây là cha ngài Kama Bentruktashi, 54 tuổi. Và đây là mẹ ngài Lolaga Pondasam, 46 tuổi. Họ là gia đình du mục sống tại phía đông Tây Tạng, vùng Kham thuộc Latok. Và đây là thung lũng Paco. Gia đình họ đã sống ở đây qua hàng thế hệ. Sa
Tới khi Đức Kamapa được sinh ra vào năm 1985, mẹ ngài Lolaga đã hạ sinh 7 người con, 6 người con gái, nay tuổi tầm 10 đến 25. Họ được sinh ra ngay sau khi bà sinh người con trai cả, Rapsol. Cùng với bà, tất cả 12 người họ sinh sống trong căn lều này. Khí hậu trên cao nguyên 14.000 feet này là cực kỳ khắc nghiệt. Nhiệt độ dao động từ âm 14 lên đến hơn 100 độ F. Sau khi có người con gái thứ tư, gia đình mong mỏi có được người con trai thứ hai. Khi người con thứ sáu lại là con gái, họ quyết định tìm đến sự tư vấn quan trọng từ ngài tu viện trưởng già của tu viện Golet. Ngài viện trưởng chỉ dẫn họ cách thức để có được người con trai thứ hai, giúp đỡ những người cần trợ giúp, ra sông cho cá ăn, mang thức ăn cho chim muông và những con chó lang thang. Thêm vào đó, họ sẽ phải trì tụng 111.000 lần cầu nguyện quy y. Nhưng khi lại một người con gái khác được sinh ra, vị tu viện trưởng già đã viên tịch, Lama Ponden đã trở thành người kế nhiệm và ngài cho họ những chỉ dẫn cũng như vậy. Hơn nữa, ngài gợi ý một cuộc hành hương đến Lhasa. Người cha đi đến Lhasa trong khi người mẹ ở nhà cùng gia đình và tiếp tục trì tụng. Sau 50.000 lần trì tụng, Lolaga mang thai. Mọi người trong gia đình cầu nguyện càng thêm tinh tấn. Người cha tụng 50.000 lời cầu nguyện, nhưng nhiều nhất, hơn cả ngàn lần một ngày là sự hành trì của người bà. Bà kể rằng, khi người mẹ sinh con gái, lúc đó đã có dấu hiệu Lolaga sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho Phật Pháp. Cô ấy luôn luôn cúng dường Phật cốc trà đầu tiên. Giờ đây, một vị Phật là một thành viên thuộc gia đình cô. Tuy nhiên, lòng sùng kính của cô vẫn nguyên vẹn. Trong khí hậu khô lạnh của Tây Tạng, 20 hoặc hơn thế những cốc trà bơ muối là thứ để họ chống chọi với cái rét. Thức ăn chính của họ là bột sampa, bột yến mạch rang trộn cùng trà bơ. Thêm nữa, họ ăn một lượng kha khá thịt. Rau củ không thể mọc nổi trên cao nguyên này. Người con trai cả của họ, Rapsol, 27 tuổi, phụ trách đàn gia súc. Gia đình Kamapa có khoảng 90 con trâu giác. Số này đủ để cung cấp nhu cầu của họ. Có dư ra một lượng thịt và bơ để họ dùng làm vật trao đổi để có yến mạch trồng ở vùng hạ thổ. Họ dùng toàn bộ các phần của con vật, không chỉ lấy thịt và sữa. Bờm trâu giác được xe thành sợi để dệt làm lều. Lông trâu được làm thành chăn và áo khoác để mặc trong mùa đông và mùa hè. Không có thứ gì bị bỏ đi cả, bởi vì vùng đất Tây Tạng rất linh thiêng.
Năm 1985, cánh đồng cỏ mùa hè của gia đình Kamapa chỉ cách chỗ họ một thung lũng. Bốn lần trong một năm, gia đình họ thu xếp đồ đạc và di chuyển đàn gia súc tới vùng đất chăn thả gia súc mới. Họ dựng lều gia đình tại đó vào đầu tháng 6. Vào tháng cuối thai kỳ của Lolaga, 111.000 lần trị tụng vẫn chưa hoàn thành. Họ lo lắng tự hỏi, lần này liệu có phải là con trai không nhỉ? Cô ấy đã mời thấy ba chú chim hạt trắng mang đến cho cô một lá thư bằng vàng từ đất ngài Pahasamava, sơ tổ của Phật giáo Tây Tạng. Những chú chim nói cô hãy giữ kín lá thư cho tới thời điểm thích hợp. Chỗ này và trong căn lều này là nơi Kamapa chào đời. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1985, đó là một cuộc sinh nở dễ dàng ngay trước lúc mặt trời mọc vào một buổi sáng tươi đẹp. Tôi không thể giải thích nổi, nhưng vào buổi chiều tối ngày hôm trước có xuất hiện cầu vồng trên mái lều, cho dù lúc đó mặt trời đã lặn. Hiển nhiên là tôi không hề nghĩ rằng đứa bé sẽ là Đức Kamapa, nhưng nhiều dấu hiệu tuyệt hảo xuất hiện cùng với sự ra đời của cậu bé khiến chúng tôi rất vui sướng và cho chúng tôi một sự chắc chắn rằng cậu bé sẽ là một phúc lành của Phật Pháp. Lúc ngài chào đời, vua của loài chim đậu trên mái lều của chúng tôi và cất lên âm thanh tuyệt vời. Vào ngày thứ ba sau khi ngài ấy được sinh ra, chúng tôi bất ngờ nghe được âm thanh của ốc tù và vang lừng khắp nơi. Mới đầu tôi nghĩ là tiếng máy bay. Mọi người xung quanh cũng nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh vang dội ở đó khoảng một tiếng rưỡi. Những người hàng xóm của chúng tôi, Shepa, Shewang và Raksum cũng nói như vậy. Tôi nhìn ra ngoài nhưng không thể thấy điều gì cả. Chúng tôi đi hỏi những người hàng xóm. Chị có ở đây khi người con trai thứ hai của Lolaga chào đời không? Có, hiển nhiên mà. Chị có nhận thấy điều gì khác thường không? Có, nó rất là kỳ lạ. Bỗng dưng mọi nơi trong thung lũng, anh có thể nghe thấy một thứ âm thanh vù vù. Tôi cứ ngỡ là tiếng của một bầy ong, nhưng chẳng thấy được cái gì cả. Nó kéo dài khoảng 2 giờ. Khi tôi ở bên ngoài, tôi nghĩ âm thanh đó phát ra từ bên trong. Nhưng khi tôi đi vào bên trong thì tôi nghĩ nó đến từ bên ngoài. Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Khi người con trai thứ hai của Lolaga ra đời, anh có nhớ nghe được thứ gì khác thường không? Có âm thanh đặc biệt nào không? Có, mọi nơi. Tôi cứ nghĩ rằng một vị Lama nào đang đến khu thung lũng và mang theo một dàn nhạc ốc tù cùng với ngài. Chúng tôi nhìn khắp xung quanh. Tiếng nhạc có thể nghe thấy được ở khắp nơi. Tôi không thể nói được âm thanh đó đến từ đâu. Không có một vị Lama nào cả. Không có gì hết. Chỉ có tiếng nhạc vang lừng trong không gian. Điều đó kéo dài khoảng bao lâu? Khoảng 2 giờ. Và đó là vào lúc nào? Mùa hè năm con trâu, tôi nghĩ vậy. Đúng thế, chị ấy nói đúng đấy. Đền Chokhang tại Lhasa là tiêu điểm sức mạnh tâm linh của Tây Tạng. Ngôi đền tọa lạc phía dưới Potala, cung điện của Đức Dalai Lama. He
Tại đây, trong đền Chokhang, tóc của người Karmapa sẽ được cắt theo một nghi lễ như là một hành động tượng trưng cho thấy sự liên kết giữa Ngài và Đức Phật. Thông thường, nghi lễ này được thực hiện trước sự hiện diện của một vị Lama cao cấp, nhưng Đức Karmapa cử hành nghi lễ dưới chân tôn tượng Jovo. Jovo là tôn tượng cao quý nhất về Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni tại Tây Tạng. Đây chỉ là lần thứ hai trong lịch sử Tây Tạng Đức Karmapa cử hành nghi lễ thế pháp tại nơi linh thiêng nhất xứ Tạng và thọ nhận pháp danh cho đời này. Urgen Trinley Doje cùng với 9 danh hiệu khác. Giờ là lúc thời điểm đã tới, Ngài Situ cắt vài sợi tóc và Urgen Trinley Doje trở thành một tu sĩ. Một nghi lễ tôn giáo như thế này có thể được cử hành với sự thấy biết rõ ràng của người Trung Quốc chiếm đóng, đồng thời với sự ảnh hưởng chính trị của chúng. Sự thật là người Trung Quốc cho rằng sự tái sinh là theo đuổi mê tín. Mặc dù vậy, họ vẫn công nhận Urgen Trinley là Karmapa. Và điều thêm nữa là họ làm vậy bởi vì kẻ thù chính trị của họ là Đức Dalai Lama đã công nhận Ngài là tái sinh thực sự. Theo quan sát thực tế, Đức Dalai Lama không thể về Tây Tạng và ngay cả tên của Ngài cũng bị cấm nhắc đến. Người dân Tây Tạng vô cùng thỏa mãn khi thấy Đức Karmapa nhận khăn khatat chúc mừng của Đức Dalai Lama trong sự chứng kiến đầy đủ của kẻ Trung Quốc xâm lược. Tây Tạng giờ đây đã có một bậc lãnh đạo tâm linh ở ngay trong nước và là người có sự kết nối chặt chẽ với Đức Dalai Lama. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng là dấu hiệu hy vọng cho sự sống còn của Phật giáo Tạng truyền. Để cho Ngài Karmapa được đi lại một cách tự do khắp thế giới, gặp gỡ những đệ tử của mình và hoàn thành bổn nguyện của Đức Karmapa thứ 16, Ngài sẽ phải thể hiện hành động chính trị một cách tế nhị giữa Trung Quốc, Tây Tạng bị chiếm đóng và thế giới bên ngoài. Nếu như là khả thi để cho ai đó quyết định nơi chốn và thời điểm để thần thức của mình đầu thai vào một cơ thể khác, thì người ta có thể đặt ra câu hỏi rằng, thực sự tại sao Đức Karmapa lại được chọn để sanh ra ở Paco? Ngài có thể sinh ra ở Sikkim này hoặc ở Hoa Kỳ, nơi Ngài đã viên tịch, hay sinh làm hoàng tử xứ Bhutan. Nhưng đã không như vậy. Đây là những người bạn cùng chơi của Ngài. Họ sống cuộc sống gần như giống hệt nhau, nhưng Ngài lại hoàn toàn khác biệt. Phải chăng đó là vì lòng trắc ẩn của Ngài đã thôi thúc Karmapa lựa chọn nơi này, những con người này và đất nước đau thương này để tái sinh? Mẹ Ngài Lulaga chỉ có mỗi phân bò để dùng làm chất đốt cho việc nấu nướng và sưởi ấm căn lều. Bà phải đập dẹp chúng để phơi khô. Khi còn trẻ, bà đi kiếm củi là những cành gỗ khô trong khu rừng gần nhà.
Khó mà tin nổi một nơi giống như mọi vùng bao la của phía đông Tây Tạng đã có thời là vùng rừng rộng lớn với đầy cây cối lớn tới mức phải cần đến vài người đàn ông dang rộng tay ra mới có thể vòng ôm trọn thân cây được. Điều gì đã xảy ra đối với rừng cây? Hồi tôi còn nhỏ, đây là cả một vùng rừng rậm rạp. Nhưng mấy chục năm gần đây, cây cối bị chặt hạ. Hết núi này tới núi khác đều bị phá trọc. Còn lại nơi đây chỉ là những gốc cây. Đây là tất cả những gì còn sót lại. Thân cây đã được thả nổi tới Trung Quốc. Và bây giờ chẳng có gì mọc ở chỗ này. Thật là khủng khiếp. Cái cây nhỏ này được Đức Karmapa trồng ít lâu trước khi Ngài về Sư Phu. Những dòng suối này gần như cạn kiệt hết và chúng tôi không còn chút nước nào sót lại để dùng và để cho đàn gia súc. Bây giờ nó lại róc rách trở lại. Đức Karmapa đã cử hành một nghi lễ tại chỗ cây Ngài mới trồng. Nếu Ngài không cứu dòng suối này thì cánh đồng cỏ mùa hè trên kia đã không còn và chúng tôi sẽ phải di chuyển xuống phía dưới sông để tìm nước cho các con vật nuôi. Nhưng ở đó thì cỏ đã bị gặm hết rồi. Thầy Umze có sự kết nối thân cận với Đức Karmapa thứ 16 trong suốt quãng đời của Ngài. Thầy rời xứ sở cùng với Ngài đến Sikkim và bây giờ ở tuổi 72, thầy quay trở về Sư Phụ. Đức Karmapa thường không hứng thú với trường lớp. Một số bài kệ Ngài thuộc lòng ngay khi chỉ mới đọc một lần. Đó là ngày 15 tháng 6, ngày Đức Karmapa đến đây. Thầy viện trưởng Drupung Dichen nói với tôi rằng tôi sẽ hướng dẫn thầy Karmapa. Theo truyền thống, tăng sinh sẽ bắt đầu học bảng chữ cái, nhưng Ngài đã học thuộc hết lúc ở nhà rồi. Lúc Ngài muốn học, Ngài sẽ học rất tốt và nhanh. Ngài rất giống Đức Karmapa thứ 16. Ngài yêu thích chim, thích chơi đùa. Tâm thức Ngài rất giống vị tiền nhân. Sau này, Ngài sẽ phải học thuyết siêu hình ở cấp độ cao nhất. Và ngày nào đó, Ngài sẽ có nhiều tăng sinh để dạy. Vì vậy, bản thân Ngài phải trở thành một đạo sư vĩ đại. Ngài là Phật sống, Ngài áp dụng những giáo lý của Đức Phật và sẽ truyền bá trên tất cả pháp giới chúng sanh. Ngài sẽ truyền dạy những điều cao cả. Nhưng lúc này, Ngài là một cậu bé, và do đó vẫn còn có những điều tôi có thể hướng dẫn Ngài. Sau này thì không còn chuyện đó nữa. Tôi sẽ phục vụ Ngài cho đến khi tôi còn có thể. Tôi không phải là một bậc chứng ngộ, vì vậy tôi không có gì nhiều để chia sẻ với Ngài. Và lại, tôi đã già và ốm yếu. Tôi có thể chết trong một tháng hoặc một hai năm gì đó, chẳng ai biết được. Trong tương lai, Ngài sẽ quyết định những việc làm của mình. Chúng phụ thuộc vào năng lực của tâm thức Ngài và sự lớn lao của tâm bi mẫn và vào mức độ của sự giác ngộ của Ngài.
Giác ngộ không phải là một món quà, cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Trong đời sống trước, Đức Karmapa đạt được điều đó thông qua thực hành vô ngã. Mọi người nói rằng Đức Karmapa thứ 16 chấp nhận căn bệnh ung thư của mình xuất phát từ tâm bi mẫn của Ngài đối với người dân phương Tây. Quan sát với vai trò của một bác sĩ, một căn bệnh không thể dứt trừ tàn phá cơ thể, nhưng lòng từ mẫn không hề ngừng dứt. Sáng sáng tôi đến bên Ngài và hỏi, Ngài có đau không? Ngài nhìn tôi cười và nói, không, không đau, không đau. Đó là điều khó lý giải đối với các nhân viên y tế. Hiển nhiên là Ngài không chỉ chối bỏ căn bệnh của mình. Thế nên vì nhân viên y tế thường xuyên phải đối diện với bệnh nhân đang dần phải chết, tôi vẫn quan tâm đến cảm nhận của họ hơn là cảm nhận của Ngài. Đức Karmapa viên tịch vào ngày 5 tháng 11 năm 1981. Đệ tử thị giả của Ngài mời tôi vào trong phòng và đặt tay tôi vào vùng tim của Thánh Đức, và mỗi ngày tôi trở nên kinh ngạc khi thấy trái tim còn ấm. Tôi không ngạc nhiên lắm nếu sau 24 giờ, nhưng khi sau 48 giờ và 72 giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy khá sốc. Thông thường ngay sau khi chết, cơ thể sẽ trở nên lạnh vì hệ tuần hoàn ngừng hoạt động. Và trong trường hợp của Đức Ngài, thực sự hơi ấm vẫn còn đọng ở tim. Là một bác sĩ, tôi không có sự giải thích nào về trường hợp này. Kể từ sau cái chết của Đức Karmapa, các đệ tử gồm cả tu sĩ và cư sĩ liên tục cầu nguyện để Ngài sớm quay trở về trái đất trong thân tướng người. Một bậc thầy như Karmapa không bị ép buộc phải tái sinh. Ngài vượt thoát khỏi tất cả những vô minh, lo lắng và dính mắc, những thứ đẩy con người bắt buộc phải trở lại thân người. Đức Karmapa chỉ quay lại khi có nhiều người cần đến Ngài và khẩn cầu sự gia hộ từ Ngài. Tâm thức của Ngài di chuyển một cách tự tại, không phụ thuộc vào việc Ngài mang thân tướng người hay không. Cuốn sách ngàn năm tuổi nổi tiếng mang tên Cuốn sách của người Tạng về cái chết dạy rằng kinh nghiệm dựa trên sự phóng chiếu của tâm. Sự phóng chiếu là những hình ảnh của thế gian do chúng ta tự tạo ra, rồi ta gọi đó là thực tế. Dựa trên sự dẫn giải theo truyền thống này thì thế giới chúng ta đang trải nghiệm chỉ là giấc mơ. Nó giống như xem một bộ phim mà trong đó mọi cảm xúc là rất thật đối với chúng ta, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì mấy đến việc chúng ta đang ngồi xem phim trong rạp. Người Tạng tin rằng đời sống chỉ là một ẩn dụ, kinh nghiệm tiếp tục diễn ra sau khi chết. Sự phóng chiếu là tâm thức, là thứ không thể chết được. Vở diễn tiếp tục, như người ta vẫn nói. Nếu chúng ta trở nên có ý thức rằng đó chính là tâm của chúng ta tạo dựng nên bộ phim đó, hay những kinh nghiệm đó, rồi thì chúng ta có thể dừng sự phóng chiếu của tâm chúng ta và trở nên tỉnh giác về bản chất thực sự của tâm là rỗng rang. Nhưng những tư tưởng xáo động của chúng ta lại lặp lại từ đầu việc chiếu lên bộ phim. Đó không chỉ xảy ra trong lúc sống mà còn trong cả lúc chết. Cuốn sách của người Tạng về cái chết thậm chí đề cập đến kinh nghiệm trong quá trình chết không còn nương dựa vào thân thể thì dữ dội gấp 7 lần. Và có thể kéo dài hàng tuần trước khi chúng ta nhận ra rằng mình đã chết. Thông thường, chúng ta ý thức được điều đó chỉ bởi vì những người xung quanh không còn nhận ra chúng ta nữa. Và chúng ta không còn lưu dấu chân trên cát. Khi đó, chúng ta hiểu rằng đây là chết. Mặc dù chúng ta có sự lựa chọn hoặc là loại trừ khổ đau bằng cách phá vỡ vòng tròn tái sinh, hoặc là quay trở lại thế gian với hy vọng tìm lại những điều quen thuộc,
Chúng ta tiếp tục theo đuổi những sự phóng chiếu và tìm kiếm bản thân. Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Vì vậy, giải pháp ở đây là một thân thể mới. Tuy vậy, một thân thể mới không có nghĩa là một sự khởi đầu mới. Nó chỉ là sự tiếp nối của nghiệp mà chúng ta đã tự tạo ra cho chính chúng ta. Đức Karmapa đã nói, đừng sợ hãi cái chết. Chết không làm chấm dứt những kinh nghiệm của chúng ta. Sự sống và cái chết cũng giống như dòng sông vậy. Không có khởi đầu hay kết thúc. Đôi khi là nước, đôi khi là giả băng. Cả gia đình chuẩn bị cho chuyến đi đến Sofu để có mặt trong đại lễ đăng quang của con trai họ với địa vị là một Phật sống mới tái sinh. Thậm chí người em trai bé nhỏ của Ngài Karmapa cũng cùng đi. Trong nhiều năm qua, gia đình họ đã từng mong mỏi có được người con trai thứ hai và giờ đây với thân thế là Karmapa, Ngài đã rời họ. Người con út sinh ra lại là con trai và bé là nguồn an ủi đối với họ. Người mẹ đã nuôi Karmapa bằng sữa mẹ suốt 3 năm. Cậu bé đã có một thời thơ ấu mà chúng ta thường gọi là tuổi thơ êm ả. 6 người chị lớn hơn góp phần vào sự an vui của Ngài. Ngay sau khi chào đời, mẹ Ngài đã bảo một trong mấy người chị của Ngài ra sông lấy nước. Khi cô chị trở về, cô ấy kể lại là có một chú chim sẻ đã đặt tên cho em trai mới của cô ấy là Apukaga. Và vì thế, 7 năm đầu đời cho đến khi Ngài được tìm thấy, mọi người gọi Ngài là Apukaga. Sau một chuyến đi dài 10 ngày, lúc đầu là trên lưng ngựa, rồi sau chuyển sang xe jeep, gia đình đã tới sư phụ chỉ vài ngày trước lễ đăng quang. Lần đầu tiên gia đình gặp Apukaga bé nhỏ của họ với thân thế là Karmapa cao quý. Đức Karmapa giờ đây là đối tượng của sự tôn kính cho cả họ và những người khác. Họ ứng xử với tình huống này không kiêu hãnh cũng không ưu phiền, mà với sự tôn kính và khiêm cung. Đã hơn một lần, người cha của Apukaga tặng cho cậu bé một bài học, cách nói uyển ngữ của người Tạng cho roi vọt. Giờ đây, tất nhiên là ông cảm thấy hối hận. Cậu bé có cảm thấy buồn khi phải sống tách rời gia đình mình không nhỉ? Cậu bé cảm thấy rất thoải mái trong thân thế Karmapa và là người chủ ngôi ở đây. Cậu đã có 7 năm thơ ấu sống tự do thoải mái cùng gia đình mình và cậu dường như không quyến luyến họ. Từ lúc này trở đi, mối quan hệ giữa Ngài và gia đình sẽ chỉ giới hạn cho những buổi thăm hỏi ngắn ngủi.
Trong 48 giờ qua, hàng đoàn người hành hương đã đổ về sư phụ. Tin báo rằng Đức Kamapa đã trở lại và Ngài sẽ đăng quang vào ngày trăng mới thứ 8 đã lan nhanh như lửa cháy rừng. Theo người Tạng thì ngày trăng mới luôn là thời gian tốt đẹp để bắt đầu một việc nào đó. Đó là lúc hai nguồn năng lượng âm dương trong trạng thái hài hòa. Phần lớn các xe tải đến từ những nơi cực kỳ xa xôi, đôi khi hơn cả ngàn dặm. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều xe tải phải bỏ những chú dê lại ở đoạn gắng sức cuối cùng, cách điểm đến sư phụ vài feet. Ngày hôm trước lễ đăng quang, số lượng lớn các món quà gửi tặng Đức Kamapa mới đã được chuyển đến từ các tu viện và các tông phái khác. Mỗi một món đồ đều được ghi chép lại và được trưng bày. Có đủ thứ các loại, từ những pháp nghi lễ đến dụng cụ âm nhạc, các loại ống và chùm chòe, đến các túi thảo dược và đồ thêu ren. Đó là vào một buổi sớm tinh sương, khi Đức Phật sẽ lại một lần nữa giáng hạ pháp tòa của Ngài. Đó là ngày 27 tháng 9 năm 1992. Đức Kamapa dường như không thấy hào hứng với đám đông lớn này. Ước tính có khoảng 20.000 người hành hương đến, còn có cả một quan chức từ Bắc Kinh. Ông ta đến với mệnh lệnh biến ngày lễ này thành một sự kiện chính trị. Trung Quốc công nhận vị lãnh đạo tâm linh cao nhất còn đang trong Tây Tạng, bởi vì họ không thể gánh nổi một cuộc nổi dậy đẫm máu nào nữa trên xứ sở nóc nhà thế giới này. Tại đó có cả một đội quay phim đến từ Bắc Kinh và Lhasa. Vị quan chức dâng lên Ojen Trinli Doje cuốn sách đỏ của Ủy ban Trung ương với dấu công nhận Ngài là Đức Phật sống Kamapa thứ 17. Trong suốt 800 năm lịch sử, Đức Kamapa từng là một đạo sư được tôn kính và yêu mến nhất của Hoàng đế Trung Hoa. Bởi vậy, Trung Quốc hy vọng tìm thấy ở bậc lãnh đạo tâm linh phía Ngài Kamapa, người có thể chia cách người Tạng với Đức Dalai Lama. Nhưng Đức Kamapa và Đức Dalai Lama không bao giờ có thể tranh đấu chống lại nhau. Mặc dù vậy, quan chức Bắc Kinh vẫn cố ý không muốn để Kamapa được ngồi tòa cao hơn ông ta. Trong vị thế chính trị, định kiến về lễ đăng quang đã được thay đổi. Giờ đây, sự tái sanh đã được chính thức công nhận. Không thể bị cáo buộc và hành hạ vì bị cho là mê tín dị đoan, và ít nhất thì cũng sẽ có một giới hạn trong việc đàn áp Phật giáo tại Tây Tạng. Với sự công nhận này, chúng tôi bày tỏ sự tôn trọng của chính phủ đối với tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Tây Tạng. Chính sách đối với sự tự do tôn giáo là ổn định và lâu dài. Kết quả là chúng tôi muốn thấy sức mạnh và chủ nghĩa xã hội và tinh thần yêu nước nảy sinh từ các vị tu sĩ, những tín đồ và hệ thống quản lý tu viện. Phật giáo Tây Tạng cần được bảo tồn.
Phần chính trị của buổi lễ kéo dài khoảng nửa giờ và không gây ấn tượng gì với người Tạng. Ngay sau khi phái đoàn Trung Quốc rời đi, người Tạng đổ dồn lên phía trước để tìm chỗ ngồi cho mình. Phần nghi thức Phật giáo của buổi lễ có thể tiến hành, đó là vào lúc chính ngọ, và các vị tinh tú họp thành chòm sao khác thường, bốn dấu hiệu ánh lửa trên một hàng. Đây là thời điểm thích hợp đã được chọn cho buổi lễ từ trước. Lá thư tiên tri được viết bởi Đức Karmapa trong thân trước của Ngài, lúc này được trao lại cho Ngài cùng với thư công nhận từ Đức Dalai Lama và sấm truyền của nhà tiên tri quốc gia Tây Tạng. Karmapa lại là Karmapa. Ngài Tasitupa thứ 12 tuyên đọc pháp danh đầy đủ của Đức Karmapa, Thánh Đức Gyanwang Karmapa, Ajahn Trinli Dorje, và dâng cúng dường Ngài những biểu tượng của cuộc sống. Ngũ cốc, biểu tượng của sự sung mãn, cát đỏ, biểu tượng của đất. Tất cả các loại yếu tố được dâng cúng lên Ngài để được Ngài ấn chứng. Có sự giải thích sâu sắc về sự liên kết lẫn nhau giữa vạn vật trong vũ trụ. Tấm gương biểu tượng cho sắc uẩn, bởi vì nó chỉ phản chiếu được sắc tướng. Cùng với lễ đăng quang này, tu viện Sư Phụ đã và vẫn duy trì là trụ xứ chính của các đời Phật sống Karmapa. Những người đến dự lễ không thể tìm được một chỗ ngồi trong chánh điện. Họ nghe buổi lễ qua một chiếc loa lớn. Trong số họ có cha mẹ của Đức Karmapa. Đối với Phật Pháp, họ không có sự quan trọng đặc biệt và không gần gũi với Phật hơn bất kỳ người nào khác. Nhìn theo quan điểm của sự tái sinh, phẩm tính của đứa trẻ được thừa hưởng từ đời sống trước, chứ không phải từ cha mẹ. Để kết thúc buổi lễ, Ngài Gyanwang chúc mừng bằng lễ cúng dường mandala. Việc này mang ý nghĩa dâng cúng dường những gì ưa thích và quý giá nhất, không hơn không kém một vũ trụ, được biểu tượng bằng gạo được chất đầy trên một bề mặt phẳng giống như gương. Now,
Lúc này, ai cũng có thể vào trong chánh điện, không ai bị loại trừ. Họ đã hành hương đến đây để được nhìn thấy Đức Karmapa ít nhất một lần. Một lý do chính đáng để pháp tòa cao là giữ cho Đức Karmapa khỏi bị đè bẹp bởi đám đông. Và bằng cách này hay cách khác, những chiếc khăn lễ hoặc phẩm vật cá nhân phải đưa đến được chỗ Đức Phật. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã vào quy củ hơn. Mọi người đều có thể đi trực tiếp nhiễu qua Đức Karmapa. Họ nhận được sự gia trì từ Ngài và có thể nhìn thấy Ngài từ khoảng cách gần. Đối với người Tạng, được nhìn qua tôn nhang Đức Karmapa là đã được đảm bảo người đó sẽ không bị tái sinh làm loài vật. Người đó có thể chắc chắn rằng ít nhất 7 lần tái sinh vào cõi người và không phải gánh chịu số phận khắc nghiệt. Để có được dấu ấn chắc thật của sự gia trì tâm linh mà họ vừa được thọ nhận, mỗi một hành giả được ban tặng một sợi dây đỏ có công năng bảo hộ cho họ. Buổi lễ kéo dài cả một ngày. Sau 8 giờ đồng hồ ngồi trên pháp tòa, Đức Karmapa vẫn sẵn sàng để vui đùa. Ngày hôm sau, sự thăm hỏi của gia đình kết thúc. Họ lại chuẩn bị cho một chặng đường dài về nhà, nơi mà họ tiếp tục với cuộc sống du mục như trước đây. Chia tay với người em trai nhỏ bé, Ngài bày tỏ sự thương mến đặc biệt. Mọi người trong gia đình cảm thấy rằng Đức Karmapa quả là quá quý giá để giữ Ngài lại bên họ, và họ hoan hỷ trao Ngài cho sự lợi lạc của tha nhân. Trong 7 ngày liền, những người hành hương nhảy múa và chúc mừng, bày tỏ niềm hân hoan của họ với sự tái sinh của Đức Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đức Karmapa đang học ôn để đăng đàn truyền lễ quán đảnh đầu tiên của Ngài trên con đường Phật Pháp. Đây là buổi truyền pháp đầu tiên trong đời này của Ngài và sẽ có nhiều buổi lễ như vậy tại Tây Tạng và trên toàn thế giới. Buổi lễ quán đảnh này nhấn mạnh vào thực hành tâm, bi, mẫn đối với toàn thể chúng sanh. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi lễ tịnh hóa. Nước hồng hoa đã được gia trì bởi Đức Karmapa, tạo thành sự kết nối giữa Ngài với những người ở đó. Phẩm chất tinh túy của một vị Phật là thông tuệ viên mãn quá khứ, hiện tại và vị lai, và một trí huệ để nhìn thấu suốt bản chất thực sự của mọi hiện tượng. Ngài đã kết thúc buổi lễ quán đảnh với thông điệp rằng không có giá trị nào hay trí tuệ nào mà thiếu vắng tâm đại bi.